Giờ là nó nuôi chồng à? Nuôi thì cũng phải nuôi, không làm cũng có tiền nghèo. Đủ ăn đúng không? Dù cho mình ông ăn cái gì đó. Đừng ăn nó nhậu không à? Nhậu quá à. Ừ, ăn nó nhậu lâu lâu mới được 500, 700. Không có tiền mà còn nhậu nữa. Tháng này đâu có lương á. Giờ chị đâu có tiền mấy đâu vậy. Hay là đi đồ gì đó, mình cho mình đưa mình ra. Thế có, nếu mà luôn mình ăn uống ở nhà là nước thì được, thì còn mình tôi đưa mình có. Mình đưa rồi, tôi đưa tiền. Nhớ rồi tiền trọ lấy ở đâu đưa? Tiền trọ thì tới tháng nữa, Ừ. tháng rồi mình đưa, còn tiền trọ thì ông không lo không đưa, tiền nó ít. Còn tiền là bạc tiền ra đồ dùng làm cái gì. Đưa nhưng mà ít lắm. Đưa một mà lấy lại 10 là mày chứ. Lấy một tuần. Lấy mà lấy cái gì chứ lấy mà đi nhậu đó, đố mà được. Đi nhậu là biết không, mỗi lần đi đi làm á là đi nhậu. Cứ đi làm là đi nhậu. Giờ như tuổi là chia tiền với nhau thì ngồi nhậu. Này còn bao nhiêu đâu? Đó hồi vô cái rùa, còn mấy răng về góc người 200. Tiền nhà rồi còn bao nhiêu đang về nữa nào lúc đông thì ít bây ra rồi nào nào mấy ông nói đủ yếu và uống ăn bao nhiêu lắm chồng ra nhau về những cái mặt nhau nữa mỗi lần nhau về là mình cười cười chết rồi không chữ mà cười. Như Yên á, không biết giận thần để coi. Yên là kiểu như ít ít ngày về là bầm dập rồi. Yêu mà không giận thần. Không nhiều người tùy theo cách yêu mà lên. Ví dụ mình có đằng sau hay không rồi đó là khác, những người là nhợt nhạt là khác rồi. Yêu cái gì á? Uống đi chị, chị kêu em không nghe luôn, chị kêu em à. Cái quạt nó rò không nghe. Uống đi. Uống đi em còn cam ở nhà. Uống đi em còn cam ở nhà. Thế năm nay chắc con mua cơm gì uống thêm nước quá. Bình thường tối gì có ăn cơm không? Ăn ở đây rồi tối gì có ăn không? Ăn xí lắm. Chị ăn đang lẫn lẫn cái bụng rồi hồi tiếng rưỡi 10 giờ chị mới ăn. Về tắm rửa xong xong rồi mới ăn. Phải đi tới tịch tiên vui, tới tịch mưa xong phải đi tới tịch tiên tiện mình đi cam đi luôn. Tịch dễ sợ tịch mới sắp chạy tới bắt đầu làm kinh luôn. Kính luôn à? Kìa ra dưới lá hẳn sợ luôn á. Vừa đổ luôn. Ấy là chị Loan chuyển vừa đủ đang có suy nghĩ luôn à. Ừ, giữ giá chữ nhiêu thì cũng tiểu á. Rồi nó bên chị cho một bánh hầu thôi á, cũng trả nhiều người bệnh đi cả đó. Lo thật dơ, chị còn có năm nó tại hạng cửa tươi bên mạng nghe nó bố ra đi ra thôi. Không phải. Bây giờ tiểu tiểu nó chắc tiểu chim mốt, cái con tiểu chim á. Đừng có đánh bài, đừng có đánh bài là được. Ờ, quý đi về nhà thì có ông ba ra đây nha, đây cửa. Ăn uống có cũng gì đó. Chẳng qua ưng bọc 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 bị để cho nó yên tâm nữa hơn. Ờ, đó, đó kiểu đó, ưng bọc nó không tuổi á. Đi mua thoải mái. Nó chứ.
cho đi uống cà phê mà má cái mùng nắng đét dễ sợ luôn á này. Nhiều lúc đi nhau đi luôn cà phê luôn, nhiều lúc lâu lâu họ bao nên thì bao là họ mới lên mà không được. Mà bởi vì cà phê hay đâu nhau bên cùng sờ bên cùng ít đi lắm. Hồi bờ khi ở bên cầu kia thấy Noa đi trao miết mà qua chuyển qua đây ở thì ít rồi đó. Rượt đó. Giờ trong chơi có cục ám bông. Mẹ đến bờ hả?
Okay.